Don't stop. Audio Jungle. Vì sao các bạn có sản phẩm của tôi bạn có cơ hội bạn trải nghiệm những cái công cụ online, bạn mới có cơ hội bạn trải nghiệm những cái công cụ đó. Các bạn thấy ngày nay mà các bạn nghe taxi Uber không? Có. Đó là doanh nghiệp nó đưa taxi lên online. Các bạn đã chuyển internet banking chưa? Rồi. Ok. Các bạn đã dùng thẻ dùng cái tài khoản PayPal chưa? Chưa. Chưa là bạn chưa biết. Bạn chưa biết sử dụng các nền tảng cái Visa rồi này, cái là bây giờ lạc hậu rồi. Ok bạn. Các bạn phải biết sử dụng. Và khi chúng ta có các smartphone chúng ta mới có cơ hội trải nghiệm như đó. Thế giới giờ nó đi nhanh kinh khủng nó như vậy á. Ok bạn. Việt Nam chúng ta nó hơi đi chậm một chút xíu, nhưng mà đó là cơ hội cho những người chúng ta. Nên ngay bây giờ chúng ta phải tiếp cận liền. Thì cái cách chúng ta tiếp cận trên internet cho cái công việc kinh doanh nó như thế nào, các bạn có sẵn sàng để mình bật mới chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thẳng lên, thẳng lên. Xin mời cả điều này thẳng lên tuyệt vời. Ví dụ là bạn Lạc hồi nãy bạn nói là bạn kinh doanh bánh đậu phộng. Không được đấy. Cái bánh đó là từ miền Trung, ok không? Từ quê Hội An của em đúng không? Em dự định lên internet em kinh doanh gì? Cà phê. Bạn dự định lên internet kinh doanh gì? Góc phỏng. Góc phỏng. Ok, bạn dự định lên internet kinh doanh gì? Trang trí nội thất, trang trí thiết kế nội thất. Bạn dự định đi internet kinh doanh gì? Không biết. Các bạn thấy chưa? Không biết thì chúng ta lên internet nhưng chúng ta mơ vào một cái bị cãi. Và trước khi lên internet chúng ta phải xác định ra được là chúng ta là thị trường. Chúng ta phải có một cái thị trường. Chúng ta cần kinh doanh gì mà thị trường đây được đó là cái thị trường niche. Vậy thì cái thị trường này với thị trường niche này nó khác nhau này. Chúng ta phải đi tới một khái niệm cao hơn, đó là thị trường niche. Những cái thị trường với thị trường niche nó khác nhau là, ví dụ như là mình nói một cái bạn nào đó, bạn nói là tôi kinh doanh cây cảnh. Thì cây cảnh nó chung chung không? Một bạn là nói là tôi kinh doanh cây cảnh. Một bạn nói là tôi kinh doanh hoa lan. Một bạn nói là tôi kinh doanh cây bonsai. Vậy cái trong ba cái thông điệp đó thì cái thông điệp đầu rất là chung chung, có kinh doanh cây cảnh là nó cái gì đó nó vô cùng chung. Cái cây cảnh nó là một lĩnh vực nó rộng, các bạn, nó vô cùng rộng, nó quá rộng đi. Nhưng bạn nào nói kinh doanh hoa lan đã bắt đầu cụ thể chưa? Nhưng mà trong hoa lan nó lại rộng không? Nếu tập trong nhiều hoa lan nó rộng không? Lan hồ điệp rồi lan rừng rồi lan không nữ chứ không nổi lan không, nó ngục trời lan đó. Nói kinh doanh hoa lan không cũng đã là rộng rồi. Các bạn không? Như các bạn mà gặp Huy là nó chuyên kinh doanh hoa lan online. Offline thì nó không có. Nó có cửa hàng, nó có đâu. Nó chỉ chuyên gì? Online. Ok bạn. Chúng ta phải xác định được cái mục tiêu khi chúng ta lên online chúng ta làm gì. Còn không á, tức là Huy cái điểm mạnh của nó là nó kinh doanh hoa lan online. Nghĩa là sao? Nó không có cửa hàng, nó không có cái shop, nó cũng chả có cái nhà vườn trồng lá. Ok, ở nhà nó hiện tại bạn nào tới thăm thì nó cũng có một cái vườn, chứ không phải có vườn. Cái vườn đó là gì? Do nó lấy lan về nó treo đó. Mà đặc biệt lan tốt thì nó đi hết rồi, lan 66 thì nó treo đó để nó chăm sóc cho tốt lại rồi nó bán. Nó bắt buộc nó phải có cái vườn. Cái vườn nó bé như vải thôi. Bạn Uyển hiểu chưa?
Hiện nắm được nguyên lý chưa? Các bạn có sẵn sàng để mình kể câu chuyện của bạn Hiển không? Sẵn sàng. Cho Hiển một đàn vỗ tay được lớn.